Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hoàng Trung Dũng, chủ tịch của tổ chức giáo dục Kingsman, đồng thời tôi là chủ tịch của hệ thống các công ty đầu tư vào y tế và dược phẩm và hóa mỹ phẩm và thực phẩm chức năng với các thương hiệu Rosa Bonita, Oceanista, Vitalis. Ngày hôm nay tôi có mặt tại đây để chia sẻ cùng quý vị và các bạn một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng tại các doanh nghiệp hiện nay. Thì như anh chị em đã biết là trong công tác nhân sự thì tuyển dụng giữ vai trò quan trọng hàng đầu để chúng ta có một đội ngũ nhân sự vừa đảm bảo về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua thì không phải doanh nghiệp nào Việt Nam chúng ta cũng quan tâm đầy đủ tới công tác tuyển dụng này. Và chúng tôi có một cái con số rất ấn tượng, đó là 85% người lao động đã muốn hoặc không muốn làm việc có hiệu quả tại các doanh nghiệp ngay từ khi họ được tham gia hoặc phải trải qua một cuộc tuyển dụng đầu tiên. Vậy chúng ta hãy cùng xem lại công tác tuyển dụng của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay được thực hiện như thế nào. Có lẽ tôi xin phép bắt đầu từ một câu chuyện của cá nhân tôi trước. Khi tôi mới về Việt Nam để tìm kiếm công việc nuôi sống bản thân và gia đình, tôi gửi hồ sơ vào một doanh nghiệp rất lớn tại Việt Nam, tôi không tiện nói tên. Tôi gửi hồ sơ từ ngày 25 và theo thông báo tuyển dụng thì đến ngày 30 hết hạn nộp hồ sơ. Tuy nhiên đến ngày 30 vẫn không ai gọi điện thoại cho tôi, cũng không có một dòng thông báo nào. Vì vậy tôi gọi điện đến đường dây nóng. Khi gọi điện đường dây nóng thì tôi cảm giác đó là đường dây nguội thì đúng hơn, bởi vì hoàn toàn không ai nghe máy. Nhưng tôi là người không dễ dàng bỏ cuộc. Tôi kiên quyết gọi lại rất nhiều lần và sau đó đã có một giọng nói rất là ngái ngủ vang lên. Alo, ai vậy? Dạ thưa chị, tôi là Dũng, Hoàng Trung Dũng. Tôi gửi hồ sơ cho các chị từ ngày 25, nhưng hôm nay đến ngày 30 hết hạn nộp hồ sơ rồi mà vẫn không ai trả lời cho tôi. Vậy không biết hồ sơ của tôi các chị đã nhận được chưa? À, nếu em gửi hồ sơ rồi thì bọn chị nhận được rồi, còn nếu chưa gửi thì chưa ai nhận được nhé. Sau đó là một tiếng cúp máy khô khốc vang lên. Thật sự với các bạn, tôi cảm thấy rất buồn. Tuy nhiên tôi vẫn cố gắng gọi lại và để xem hồ sơ của mình có được nhận hay không, thì nhận những câu trả lời là hồ sơ của tôi đã bị loại. Tôi kiên quyết đấu tranh hỏi rằng vì sao hồ sơ tôi bị loại, thì họ nói rằng là hồ sơ của tôi bị thiếu, và cái thiếu rất buồn cười đó là thiếu đơn xin việc. Tôi đã phải trả lời với họ rằng đơn xin việc là cái thật sự không cần thiết trong thời buổi hiện nay nữa. Tôi đã có application form, tức là đơn ứng tuyển, tôi đã có CV, tôi đã có bằng cấp, tôi đã có thư giới thiệu sếp cũ. Vậy đơn xin việc là gì mà tại sao tôi lại phải có để nộp cho họ? Đặc biệt cái từ mà nói rằng họ nhấn mạnh đơn xin việc, vậy doanh nghiệp đang có cái gì mà tôi lại phải xin? Hiện nay tại rất nhiều nơi trên thế giới, người ta không ghi là đơn xin việc, chỉ đơn giản đó là một cái hợp đồng dân sự giữa hai bên. Vì vậy có thể nói là đơn đề nghị công việc, là đơn ứng tuyển, là thư bày tỏ nguyện vọng, chứ không phải là đơn xin việc. Cái yếu tố xin cho vẫn còn rất nặng trong doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay, kể cả đó là các doanh nghiệp tư nhân. Và sau đó thì sau khi tôi thuyết phục và tôi gửi bổ sung cái gọi là đơn xin việc, thì đến ngày hẹn là ngày mùng 2 tháng sau, tôi đã có mặt tại địa điểm của công ty để tiến hành tuyển dụng. Vừa đưa được cái xe ô tô qua cửa, lập tức bảo vệ chạy ra. Này, cậu đang đi đâu vậy? Tôi bảo dạ thưa, cháu đi phỏng vấn ạ. Cậu đi ra ngoài đi, chỗ này không có chỗ để xe. Tôi hỏi dạ thưa, nhưng 9 giờ đến giờ làm việc rồi, bây giờ đã là 9 giờ kém 10. Chú cho cháu để nhờ cái xe được không? Cháu sợ muộn giờ. Không nói nhiều, cậu ra đi ngoài, chỗ này không có chỗ để xe, mấy chỗ để xe kia là dành cho giám đốc. Thật sự 9 giờ sáng tại giữa trung tâm Hà Nội, theo anh chị tôi sẽ để xe ở đâu? Và tôi sẽ phải để xe ở ngoài lề đường, mặc kệ có thể công an sẽ khóa bánh. Và tôi vào, hỏi hết người này đến người khác vẫn không biết phòng tuyển dụng tại đâu. Và khi tôi đến phòng tuyển dụng thì một không khí nhốn nháo đang diễn ra. Tất cả ứng cử viên đang ngồi ngoài cửa phòng, không nước, không non, không ai đón chờ và không ai hướng dẫn. Cửa phòng phỏng vấn đóng im ỉm, trên cánh cửa hoàn toàn không có danh sách ai phỏng vấn trước và phỏng vấn sau. Và khi có một cánh cửa mở ra, tôi đi vào, lập tức nhận một lời, đi ra ngoài, chưa đến lượt em. Tôi cứ thế tôi chờ mãi, và đến tầm khoảng 12 giờ kém 15, lúc đó người cuối cùng đã ra khỏi phòng, thì tôi mới rón rén bước vào một lần nữa. Thấy ba người đang ngồi trên một cái bàn, đang toàn nói những chuyện không liên quan đến công tác tuyển dụng. Họ đang nói chuyện về gia đình, họ đang nói chuyện về bố mẹ chồng, và tôi đánh bạo lên tiếng, chị ơi, chị cho em tuyển dụng phỏng vấn được không? Sau giờ này em mới vào, 12 giờ rồi, bọn chị chuẩn bị nghỉ rồi. Bảo dạ thưa chị, em đến chờ từ sáng đến giờ và em chỉ xin nghỉ được nơi cơ quan cũ có một nửa buổi sáng hôm nay để tuyển dụng phỏng vấn thôi. Chị cho em phỏng vấn có được không? Ok, phỏng vấn đi. Vị trí gì đấy nhỉ? Dạ em tuyển dụng vị trí là trưởng phòng kinh doanh ạ. Này Hoa này, hôm nay làm gì có tuyển vị trí này đâu nhỉ? À thế à, có à? Thôi được rồi, cho cậu ấy vào đi. À chào em nhé, chị xin tự giới thiệu. À chị tên là Lan, là phó phòng nhân sự. Còn đây là chị Hoa, là chuyên viên chính phòng marketing. Còn đây là chị Hương, chuyên viên phòng kỹ thuật. Nào chúng ta phỏng vấn nào. Em tên là gì đấy nhỉ? Dạ thưa chị, em tên là Dũng ạ. Dũng à? Hôm nay sao nhiều người tên là Dũng phỏng vấn đấy nhỉ? Mà nói thật với em nhé,
chị chẳng thấy cảm tình với những người tên là Dũng đâu. Sao em không tên là Hùng nhỉ? Chị thích những người tên là Hùng, nó vừa mạnh mẽ vừa cứng cáp ấy. Còn những Dũng ấy, trông nó cứ hiểu nhiều khi nó cứ đều đều thế nào. Em học trường nào ra đấy? Dạ thưa chị, em học trường Đại học Ngoại thương ạ. Sau đó ra nước ngoài học về tiến sĩ luật ạ. Này, em nói thế nào nhỉ? Học ngoại thương sao lại có thể làm tiến sĩ luật được? Mà cơ quan của chị là toàn tuyển dụng cái gì liên quan đến các lĩnh vực khác thôi. Sao em học trường kinh tế quốc dân khoa đầu tư nhỉ? Thật sự lúc đó thì tôi không giữ được bình tĩnh nữa. Và tôi nói với chị ta một câu rằng em không muốn làm việc tại đây nữa. Và nếu em có được tuyển dụng thì em cũng sẽ không muốn trở thành một người nhân viên gắn bó lâu dài. Bởi vì ngay từ buổi tuyển dụng đầu tiên em đã có ấn tượng không tốt về văn hóa cũng như cách hành xử nơi đây. Đấy là một cái buổi tuyển dụng tương đối là phổ biến của nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta không thể lấy cái cớ chúng ta là người có việc, chúng ta là công ty, chúng ta là người bề trên để chúng ta đối xử với cả người lao động cũng như là các ứng tuyển viên như vậy. Vậy chúng ta hãy xem thử một cái mẫu tuyển dụng của một công ty nước ngoài mà tôi cũng được trải qua. Thế thì xin thưa anh các chị, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ, tôi cũng muốn tìm kiếm công việc nuôi sống bản thân và gia đình tại nước ngoài. Thế tuy nhiên thì nghề tiến sĩ và tiến sĩ luật thì không phải lúc nào có việc sẵn. Vì vậy tôi đọc rất nhiều báo chí mà cũng không có một công việc phù hợp với cả bản thân mình. Cho đến một ngày tôi thấy một cái tờ quảng cáo, đó là tuyển dụng một cái vị trí là trợ lý pháp lý của cái khối pháp lý của một ngân hàng rất nổi tiếng tại Paris. Tôi đánh bạo để gửi hồ sơ và tôi thật sự không hy vọng rằng mình có thể có được vị trí này. Vị trí này mặc dù nó chỉ là vị trí bán thời gian nhưng lương cũng tương đối là hấp dẫn và họ cũng hứa hẹn rất nhiều các cái gọi như là cơ hội thăng tiến tại đây. Tôi gửi hồ sơ từ ngày 25. Ngày 26 đã có người gọi điện thoại cho tôi và nói: "Xin chào anh Hoàng Trung Dũng, tôi là Mary Dugong, người phụ trách công tác tuyển dụng tại công ty. Chúng tôi đã nhận được hồ sơ của anh, chúng tôi rất lấy làm vinh dự khi nhận được sự quan tâm của anh. Chúng tôi đã xem xét hồ sơ của anh và thấy rằng hồ sơ của anh đã đáp ứng tất cả các yêu cầu cơ bản của vị trí cần tuyển dụng. Vì vậy chúng tôi xin phép được vui mừng báo tin cho anh rằng hồ sơ của anh đã được vòng loại, đạt vòng loại và anh sẽ được vào cái vòng phỏng vấn trực tiếp với lãnh đạo và những bộ phận có liên quan tại ngân hàng của chúng tôi. Buổi phỏng vấn của anh sẽ diễn ra vào 9 giờ 30 sáng của thứ hai tuần sau tại địa điểm chính là trụ sở chính của công ty tại tầng 17. Nhưng thưa anh, địa điểm này tương đối bị kẹt đường buổi sáng, vì vậy mong anh đi từ sớm bởi vì Paris buổi sáng đường rất là tắc. Và nếu như anh chưa biết cái địa điểm của công ty thì liên tiếp từ ngày hôm nay đến ngày phỏng vấn tại cái khung giờ này, tại các địa điểm này chúng tôi sẽ có các cái tuyến xe buýt của ngân hàng miễn phí để đón những người đến tham quan ngân hàng cũng như là đến đón những người ứng tuyển. Và hy vọng rằng anh có thể là bắt kịp một chuyến xe buýt đó để đến thăm trụ sở chúng tôi trước ngày phỏng vấn diễn ra." Tôi xin thưa quý vị, thật sự tôi rất là cảm động và rất là trân trọng cái sự chu đáo của quý vị. Nhưng trụ sở ngân hàng tôi đã biết rồi, tôi sẽ có mặt đúng giờ và đúng địa điểm. 9 giờ kém 15 tôi có mặt tại địa điểm. Ngân hàng vẫn hoạt động bình thường và ngay cửa ngân hàng tôi thấy rằng là có hai chuyên viên ăn mặc quần áo rất đẹp, com lê cà vạt và đặc biệt đeo một cái băng rôn rất to ngang người. Trên đó ghi một dòng chữ là: "Các ứng cử viên hãy hỏi chúng tôi bất kỳ điều gì mà quý vị mong muốn." Tôi đến gần và hỏi rằng là: "Dạ thưa, cho tôi hỏi phòng phỏng vấn ở tầng 17 là đi cầu thang nào?" Lập tức tôi nhận được một lời chào rất là thân thiện và có một người hướng dẫn tôi ra cầu thang máy riêng và dẫn tôi lên phòng chờ đợi và phỏng vấn. Họ dẫn tôi vào căn phòng rộng rất nhiều lần căn phòng này và tôi nhận ra đó chính là phòng truyền thống của ngân hàng. Trong phòng truyền thống có rất nhiều các ấn phẩm, có rất nhiều các hình ảnh về hoạt động của ngân hàng trong suốt bao chục năm qua. Đặc biệt mỗi người chúng tôi ngồi xuống được nhận một ly cà phê thơm nức, một cái bánh ngọt và đặc biệt chúng tôi được chuyển giao cho một tập tài liệu và họ nói với chúng tôi rằng đây là những cái kết quả kinh doanh, những cái thông tin quan trọng liên quan ngân hàng mà họ còn chưa kịp cập nhật trên website. Họ rất mong chúng tôi nghiên cứu để có thêm thông tin để có thể tí buổi phỏng vấn sẽ diễn ra trôi chảy hơn. Sau khi chờ đợi, chúng tôi được dẫn vào phòng phỏng vấn. Trong bàn phỏng vấn có 5 người, tất cả họ đều đứng dậy, cúi đầu mỉm cười với chúng tôi và giới thiệu rõ chức danh của từng người. Tôi đặc biệt ấn tượng đó là cái chủ tịch hội đồng phỏng vấn cũng chính là phó chủ tịch của ngân hàng phụ trách công tác về pháp lý. Buổi phỏng vấn diễn ra bình thường trong vòng 15-20 phút với một cái không khí vô cùng là gần gũi. Họ chia sẻ nhiều hơn về cơ hội nghề nghiệp của tôi. Họ chia sẻ nhiều về những khó khăn, về những cái thành công của ngân hàng và mong muốn rằng tôi sẽ có thể đóng góp một phần quan trọng để giúp cho ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn. Họ nói vì sao họ cần tuyển dụng vị trí này. Vị trí này trước đây do ai đảm nhiệm, anh ta đã làm tốt thế nào và giờ đây trong quá trình anh ta đang nghỉ tạm thời để có việc gia đình thì họ cần cái vị trí bù đắp ra sao và họ rất mong chờ rằng tôi có thể đáp ứng được yêu cầu đó. Buổi phỏng vấn diễn ra trong vòng 15-20 phút, tôi cảm thấy thật sự rất là gần gũi. Sau đó họ nói: "Anh Dũng ạ,
Buổi phỏng vấn vẫn còn một phần nữa, mời anh đi theo một thành viên hội đồng của chúng tôi. Họ dẫn tôi sang phòng bên cạnh và họ nói: anh Dũng, đây là phòng làm việc tương lai của anh. Tôi sẽ giới thiệu anh với cả chị trưởng phòng và chị trưởng phòng sẽ giới thiệu anh với các thành viên trong phòng. Tôi bước vào, chị trưởng phòng vô cùng ân cần giới thiệu tôi với từng người và họ nói rằng là ngày hôm nay còn có sinh nhật của một thành viên trong phòng, rất mong muốn tôi được tham dự buổi sinh nhật đó. Tôi dự buổi sinh nhật rất là vui vẻ, tất cả mọi người trong phòng đều tỏ ra rất là gần gũi, họ hỏi thăm tôi, họ hỏi thăm gia đình, họ khen tiếng Pháp của tôi rất giỏi. Sau đó họ còn nói: Dũng này, đây là bàn làm việc của cậu, đây là cái ghế của cậu, cậu hãy ngồi vào xem cậu có mong đợi gì không. Nếu mà cậu là người phương Đông, cậu cần quay bàn ghế sang hướng phù hợp với cậu hay không. Tôi ngồi xuống cảm thấy thật sự vô cùng thoải mái và tôi cũng nói đùa với họ một câu rằng tôi là sinh năm 79, là mệnh hỏa, tôi thích ngồi theo hướng Đông Nam. Sau đó buổi phỏng vấn kết thúc bằng việc đó là họ ôm tôi, họ chúc tôi thành công và sau đó gửi tôi một món quà nho nhỏ, đó chính là cái chuông mang hình tháp Eiffel và có cái logo của ngân hàng. Họ còn cho tôi một số điện thoại và nói rằng tôi có thể gọi cho số điện thoại này hỏi bất kỳ một thông tin gì liên quan đến kết quả buổi phỏng vấn cũng như những gì mà tôi muốn chia sẻ thêm với lãnh đạo ngân hàng. Và họ hẹn tôi 3 ngày sau tôi đã có câu trả lời. Đúng 3 ngày sau tôi nhận được thư của ngân hàng, một phong bì rất đẹp và ghi rằng là thư của tổng giám đốc. Tôi mở lá thư ra đọc. Ông ta nói rằng họ thật là vinh dự khi có buổi phỏng vấn với tôi. Họ nói rằng tôi đã có buổi phỏng vấn rất tuyệt vời, họ đánh giá rất cao về kinh nghiệm, về kỹ năng và họ rất mong muốn được làm việc cùng tôi. Tuy nhiên ở vị trí này họ cần thêm những yếu tố này, những kiến thức này và họ thông báo và rất lấy làm tiếc rằng tôi đã không đạt kết quả tuyển dụng. Mặc dù tôi không được tuyển dụng vào ngân hàng đó, nhưng đến giờ mỗi lần quay trở lại Pháp, mỗi lần đi qua trụ sở ngân hàng đó, tôi đều nói với vợ tôi đều nói với cả bạn bè tôi và những người đồng nghiệp của tôi rằng đó chính là nơi mà tôi thật sự rất muốn làm việc. Tôi nguyện, tôi sẽ cống hiến, tôi sẽ gắn bó mãi với nơi này bởi nơi đó họ thật sự rất coi trọng con người và họ đã coi trọng cái buổi phỏng vấn tuyển dụng như vậy. Vậy, qua hai câu chuyện, anh chị đã thấy rằng có hai sự khác biệt rất rõ ràng giữa các công ty của Việt Nam và công ty của nước ngoài. Chúng ta đừng nói rằng các công ty của nước ngoài họ nhiều tiền hoặc họ có nhiều thời gian để tổ chức buổi phỏng vấn như vậy. Chính vì họ cũng không có nhiều tiền và họ không có nhiều thời gian nên họ muốn rằng mỗi buổi phỏng vấn tuyển dụng cần phải đạt được kết quả mong đợi. Nếu họ không tuyển được cái người mà họ mong đợi thì họ cũng cần có một cái cuộc gặp gỡ để trao đổi, để quảng bá cái hình ảnh, cái văn hóa, cái thương hiệu của công ty thông qua các cái ứng viên. Bởi như tôi, sau khi tham gia những buổi phỏng vấn như vậy, tôi sẽ ra bên ngoài, tôi chia sẻ thêm với những người khác, tôi chia sẻ với đồng nghiệp và biết đâu đó trong số những người bạn và đồng nghiệp của tôi sẽ có người đáp ứng được và phù hợp với văn hóa của doanh nghiệp hay không. Vậy để báo cáo anh chị có doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, tôi hướng dẫn rất đơn giản như thế này. Chẳng hạn cái việc mà mỗi một buổi sáng bạn gọi điện cho ứng viên xong, bạn có thể hỏi han xem người ta nhà ở đâu, có cần hướng dẫn cụ thể thêm về địa điểm phỏng vấn hay không này. Sau đó ở ngoài cổng của công ty, một năm chúng ta làm rất nhiều các cái băng rôn như là chào mừng hết sự kiện này đến sự kiện khác. Vậy tại sao chúng ta không có được cái băng rôn là chào mừng các ứng cử viên đến tham gia đợt tuyển dụng lần này? Chúng ta nên cử ra những người có hiểu biết về công ty, đứng ở ngoài cửa để trả lời các câu hỏi, thậm chí từ chỗ hướng dẫn chỗ đỗ xe cho đến đi cổng nào, đi cầu thang máy thì là phù hợp. Rồi nữa, mỗi buổi sáng ra thì các cầu thang máy đều chật cứng người. Vậy tại sao chúng ta không cố gắng dành một cầu thang máy riêng hoặc kể cả lối đi bộ riêng để dẫn cái ứng viên lên? Anh chị nên nhớ rằng ngay buổi phỏng vấn đầu tiên, nếu như ứng viên bước chân vào cầu thang máy đông nghẹt người như vậy, nhìn đến những gương mặt rất là đau buồn mỗi buổi sáng đi làm, rồi nhỡ đâu trong thang máy họ nghe thấy những lời nói không hay về sếp, về công ty chúng ta chẳng hạn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của người lao động. Sau đó chúng ta nên hướng dẫn tham quan sơ bộ công ty, đây là phòng của tổng giám đốc, đây là phòng của chủ tịch, đây là các bạn trong cái đơn vị của bạn đang làm việc rất là hăng say, rồi là phòng truyền thống với các cúp, cờ, các thành tích đạt được, làm cho cái sự tự hào, làm cho cái muốn gắn bó của ứng viên với công ty đã tăng lên gấp bội. Rồi sau đó chúng ta nên cử những người có đầy đủ cái yếu tố, các cái phẩm chất, các cái tố chất để có thể phỏng vấn người lao động. Đó phải là những người rất hiểu về công ty và yêu mến công ty, là những người rất yêu mến con người, yêu mến ứng viên và không bao giờ coi thường các vị trí tuyển dụng, là người có rất nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm để giúp cho cái khoảng cách giữa ứng viên và cái người phỏng vấn gần gũi với nhau. Và chúng ta đảm bảo là những người mà không bao giờ có ý thù hằn cá nhân, không có những quan điểm cực đoan trái chiều. Chúng ta trao đổi, chia sẻ với người ta để mong muốn có thêm một thành viên trong gia đình là cái công ty của chúng ta, chứ không phải là theo kiểu là tôi là ma cũ, tôi có quyền bắt nạt ma mới. Sau đó chúng ta cũng nên cho người ta tham quan sơ bộ cái phòng làm việc tương lai của người ta để biết rằng là trong phòng đó có những thành viên nào, mọi người làm quen với nhau đi để đỡ bỡ ngỡ. Rồi chúng ta cũng có thể là đưa thêm một vài lời dặn dò, hỏi thêm là ứng cử viên muốn gì, trông đợi gì. Thì đấy là những gì chúng ta có thể làm.
Và chắc chắn rằng chúng ta cũng nên tuân thủ cái lời hứa là bao nhiêu ngày sau là có câu trả lời, và cũng ghi rõ nội dung là vì sao bạn được tuyển và vì sao bạn chưa được tuyển, và rất hy vọng có những cơ hội khác được kết hợp cùng với bạn. Vậy hiện nay công tác tuyển dụng của Việt Nam, chúng tôi vẫn thấy rằng mặc dù các đơn vị đã có rất nhiều sự cố gắng, nhưng cũng còn rất nhiều thứ mà chúng ta chưa thật sự là chú tâm. Hiện nay được biết còn nhiều công ty phó thác toàn bộ công tác tuyển dụng vào cái việc gọi là tuyển dụng bằng thi viết. Tôi nói thêm một điều nữa với các bạn, đó là thi viết, chúng tôi nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng chỉ đóng góp 25% cái kết quả thôi, còn chủ yếu phải dựa vào công tác phỏng vấn. Giống như các đôi trai gái yêu nhau vậy, họ có thể thư từ với nhau rất nhiều lần, họ có thể nghiên cứu với nhau qua mạng rất nhiều, nhưng cái việc mà gặp gỡ nhau rồi dẫn về gia đình để ra mắt, để hai bên họ hàng có thể đến với nhau để mà trao đổi tâm sự chia sẻ là điều rất quan trọng mà quyết định rằng cái cuộc hôn nhân này có thể thành hay không. Vì vậy công tác tuyển dụng, các cụ nhà mình nói một câu rất hay, đó là đầu xuôi đuôi lọt, khởi đầu tốt đã xong một nửa. Tôi rất mong rằng các anh chị hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm công tác tuyển dụng. Một phần nữa rất quan trọng công tác tuyển dụng, đó là chúng ta nên hỏi những câu hỏi để làm rõ về con người, làm rõ về điểm mạnh, về điểm yếu, về những gì người ta có thể đóng góp cho công ty, thay vì cứ tập trung kiểm tra cái năng lực học tập của người ta tại trường đại học, cũng như là nghiên cứu về cái quá khứ của người ta. Học tập tốt cũng tốt, có quá khứ tốt, làm việc cũng tốt, nhưng vấn đề là có phù hợp với văn hóa của mình hay không, có đóng góp được nhiều cho công ty của mình hay không, và thật sự cái mong muốn, cái khát khao đi làm của ứng viên có thật sự là ngời sáng hay không, thì chúng ta cần có những câu hỏi thông minh, có những câu hỏi tế nhị nhưng cũng rất là hài hước, dí dỏm, và nó mang tính gần gũi để ứng viên có thể thoải mái trao đổi cái nguyện vọng thật cũng như là cái ý định thật của người ta. Chứ chúng ta đừng nên hỏi những câu mà trong hồ sơ người ta gửi đã có đầy đủ thông tin rồi. Ví dụ hỏi những câu như là bạn học trường nào, bạn được loại khá hay loại giỏi. Những câu như vậy với chúng tôi cực kỳ ít thông tin và hoàn toàn có thể tạo thành một buổi phỏng vấn vô cùng nhàm chán và khô cứng. Thì trên đây là một số cái điều tôi muốn chia sẻ với anh chị. Nếu anh chị muốn biết thêm cái cách thức, các cái công thức để phỏng vấn, các mô hình để phỏng vấn hiệu quả, và đặc biệt là làm thế nào để có được một cái người phỏng vấn hết sức là chuyên sâu và có đủ khả năng để tuyển những con người tuyệt vời vào công ty của chúng ta, thì chúng ta hãy đăng ký các cái khóa học, chúng ta hãy tham gia những cái buổi đào tạo chuyên về vấn đề tuyển dụng. Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman, tổ chức giáo dục Kingsman của chúng tôi sẵn lòng cung cấp cho quý vị những buổi đào tạo thực tế như vậy, để công tác tuyển dụng thật sự là một hoạt động vô cùng hữu ích và vô cùng cần thiết của doanh nghiệp chúng ta. Và thông qua đó chúng ta sẽ xây dựng được cái thương hiệu tuyển dụng của công ty để chúng ta có đội ngũ nhân sự một ngày tốt hơn. Xin chào tất cả các anh chị. Tôi xin giới thiệu lại, tôi là Dũng Hoàng Trung Dũng của tổ chức giáo dục Kingsman. Anh chị hãy đăng ký ngay kênh YouTube của chúng tôi, subscribe ngay cái nút hình quả chuông để anh chị có thể nhận được những clip tiếp theo của chúng tôi và có được thông tin tốt hơn từ phía chúng tôi cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những buổi đào tạo và chia sẻ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.